Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Kim Lý gửi tin nhắn yêu thương muốn hẹn hò lãng mạn cùng Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà đi quay, Kim Lý ở nhà nhớ nhung và gửi tin nhắn yêu thương đến vợ. Anh còn hứa hẹn một bữa tối lãng mạn mừng sinh nhật của nữ ca sĩ. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Kể từ khi có cặp song sinh Lisa Leon, gia đình nữ ca sĩ càng viên mãn hơn. Mới đây Kim Lý còn muốn trốn con để có buổi hẹn hò riêng với Hồ Ngọc Hà. Trên trang Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà mới đây đăng tải đoạn trò chuyện của cô và ông xã Kim Lý. Khi ấy nữ ca sĩ đang bận ghi hình và vẫn chưa hoàn thành công việc để về nhà. Trong khi đó, Kim Lý ở nhà vô cùng nhớ bà xã nên đã gửi tin nhắn yêu thương đến cô. Đáng chú ý nhất là nội dung của cuộc trò chuyện này. Kim Lý nhắn rằng, em yêu ơi, công việc thế nào rồi? Nhớ em rất nhiều. Chúng ta có nên tổ chức một bữa tối lãng mạn chỉ có em và anh hay không? Chúc mừng sinh nhật của em bằng một buổi tối chỉ có em và anh thôi, đồng thời kỷ niệm tình yêu tuyệt vời của chúng ta. Nhận được tin nhắn đáng yêu và lời hứa hẹn đầy lãng mạn của ông xã, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng đồng ý sẽ cùng Kim Lý trốn con để hẹn hò riêng chỉ hai người. Dòng tin nhắn đầy yêu thương của Kim Lý. Đọc được những dòng tin nhắn của Kim Lý gửi Hồ Ngọc Hà khiến rất nhiều người ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi này. Đồng thời khán giả còn gọi nam diễn viên Hương Ga với danh xưng ông chồng quốc dân. Quả thật mỗi khi xuất hiện cùng nhau, Kim Lý thường chủ động có những cử chỉ thân mật với vợ như nắm tay, hôn má. Anh luôn hết lòng chăm sóc giọng ca cả một trời thương nhớ và sẵn sàng vào bếp nấu ăn. Không chỉ là ông chồng quốc dân, Kim Lý còn là người bố của Năm. Nam diễn viên ân cần chăm sóc cặp song sinh Lisa Leon có khá nhiều khoảnh khắc cho thấy ông bố này hai tay bế hai con và dỗ dành các bé. Không chỉ vậy, tình cảm của Kim Lý dành cho Super cũng chẳng khác nào bố ruột. Phải công nhận rằng Kim Lý hoàn toàn xứng danh ông chồng của Năm. Gia đình hạnh phúc viên mãn của anh và Hồ Ngọc Hà được rất nhiều khán giả ngưỡng mộ. Ảnh mừng sinh nhật phong cách cổ điển của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà. Mới đây trong sinh nhật mừng tuổi 38 của nam diễn viên Kim Lý, Hồ Ngọc Hà không chỉ tổ chức buổi tiệc bất ngờ cho ông xã, mà cùng anh ghi lại kỷ niệm bằng bộ hình thời trang đầy tình cảm, mang phong cách cổ điển. Qua loạt ảnh có thể thấy rõ sự viên mãn hạnh phúc của cặp đôi vàng này. Lựa chọn tông màu nâu ấm áp, gần gũi, bộ ảnh đơn giản nhưng không kém phần quyền lực quý phái từ hai nhan sắc bậc nhất showbiz Việt. Kim Lý diện chiếc áo khoác túi hộp phong cách quân đội vô cùng mạnh mẽ, phóng khoáng. Tháp tùng bên Hồ Ngọc Hà vô cùng tỏa sáng với kiểu trang điểm tông nâu cam, mái tóc xõa dài, uốn xoăn, rẽ ngôi, tôn góc cạnh của gương mặt. Cả hai cùng chọn thêm phụ kiện găng tay tăng thêm sự cổ điển cho bộ ảnh. Cả hai vô cùng hạnh phúc khi chọn đúng một nửa của đời mình. Nhan sắc cuốn hút của bà mẹ ba con. Để đến được bến bờ hạnh phúc, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đều đã trải qua nhiều khó khăn chông gai trong cuộc sống, nhất là vấn đề tình cảm. Hai vợ chồng và các thành viên trong gia đình đã thực hiện nhiều bộ ảnh để lưu giữ những kỷ niệm, dấu mốc quan trọng. Từ sự chân thành, ấm áp, đông đảo khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi nổi tiếng này. Cùng cập nhật những tin tức mới về chuyện sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nha! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.